Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một chiếc vòng bản được làm từ đá thạch anh tóc vàng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Chiếc vòng bản này nó có size này, size bề ngang này là 16 ly, một chiếc vòng bản rất đẹp. Vòng bản này thì bác nào khoảng 70 đến 80 cân đeo là đẹp, 16 ly. 65 66 cân đeo cũng là đẹp. Một chiếc vòng bản được làm từ đá thạch anh tóc vàng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị sẽ nhìn rất kỹ này, riêng cái hàng tự nhiên là không có cái hạt nào giống hạt nào, các hạt nó đều có những độ khác nhau. Và hiện chiếc vòng bản này tôi đang bán với lại giá là 900.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh tóc vàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên để phục vụ các quý khán giả. Ngày nào kênh của tôi cũng luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy phục vụ đến các quý khán giả. Nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Bên tôi giao dịch thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc, còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ cho bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều khi mua hàng, đó là quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận, xem hàng gửi có đúng hay không, hàng có bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hay không, thì quý vị giúp tôi đó là kiểm tra hàng trước khi nhận, và nếu có vấn đề gì thì phản hồi lại cho tôi ngay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.